Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng gây hậu quả rất nghiêm trọng, nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai. Luật sư Nguyễn Hùng Quân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để xác định được người nào chịu trách nhiệm trong vụ này thì cần phải xác định yếu tố lỗi của các bên. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau khi có kết luận điều tra, căn cứ vào mức độ lỗi của từng cơ quan điều tra sẽ xác định trách nhiệm tương xứng. Căn cứ vào kết quả xác minh bước đầu và clip ghi lại diễn biến của vụ tai nạn, có thể thấy hành vi dừng đỗ trên làn đường cho phép chạy 120 km/h trên cao tốc của tài xế 16 chỗ và tài xế xe bán tải là rất nguy hiểm, vi phạm luật giao thông đường bộ. Cụ thể, khoản 3 điều 26 luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định, khi lưu thông trên đường cao tốc chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định. Trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định, thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy. Nếu không thể được, thì phải báo hiệu để người lái xe khác biết. Do vậy, trong trường hợp này, cần xác định việc va chạm nhẹ giữa hai xe 16 chỗ và xe bán tải có khiến hai xe không thể di chuyển được nữa hay không. Nếu hai xe không di chuyển vào vị trí an toàn được, thì hai tài xế cần phải thực hiện các biện pháp để cảnh báo cho các xe lưu thông phía sau, như bật đèn cảnh báo, đặt biển cảnh báo. Việc dừng đỗ xe trái quy định trên cao tốc có lỗi của hai tài xế 16 chỗ và xe bán tải là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, thì hai người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hậu quả bước đầu làm hai người chết là tình tiết định khung hình phạt tại khoản 2 của tội này với mức phạt từ 3 đến 10 năm tù. Do trong vụ tai nạn có tài xế đã chết, nên những tài xế còn sống sau khi có kết luận điều tra xác định mức độ lỗi thì sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng. Về trách nhiệm của tài xế xe 7 chỗ thì cơ quan công an cần làm rõ hành vi điều khiển thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc của người này. Liên quan đến vụ tai nạn làm hai người tử vong trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã thông tin nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 7. Theo đó, cơ quan chức năng xác định xe bán tải mang biển kiểm soát 38C-19583 do Đặng Quốc Hoàng làm lái xe. Trên xe chở hai người khác là Trịnh Tuấn Anh, sinh năm 1990 và Lê Ngọc Hùng, sinh năm 1988. Đi chậm để tránh chướng ngại vật thì bị xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 15F00678 do lái xe Quách Văn Lâm, sinh năm 1989 va chạm vào phía sau. Sau đó ba người là Quách Văn Lâm, Trịnh Tuấn Anh, Lê Ngọc Hùng đứng lại tranh luận thì bị xe ô tô biển kiểm soát 30K75700 từ phía sau đâm vào. Hậu quả anh Trịnh Tuấn Anh và Quách Văn Lâm tử vong tại chỗ, 10 người được đưa đi bệnh viện để kiểm tra, 3 xe ô tô hư hỏng nặng. Trái với nhiều dự đoán trước đó, giá xăng trong nước chiều nay ngày 11 tháng 7 đã được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm sau 4 lần tăng liên tiếp. Riêng xăng RON 95 mỗi lít giảm 260 đồng. Theo đó, trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay. Giá xăng E5 giảm 180 đồng một lít, giá bán là 22.280 đồng một lít. Giá xăng RON 95 giảm 260 đồng, giá bán còn 23.290 đồng một lít. Và tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 340 đồng một lít, giá bán ở mức 20.830 đồng một lít. Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ không chi hay trích lập quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Trước đó, tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 4 tháng 7, giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh theo hướng tăng tất cả các mặt hàng. Mặc dù đợt nắng nóng vẫn chưa chấm dứt ở toàn miền Bắc, nhưng từ ngày mai 12 tháng 7, nhiệt độ bắt đầu giảm nhẹ ở nhiều địa phương, một phần do có mưa rào và dông rải rác trong ngày. Sắp tới gió Bắc về sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm, một số nơi mưa to đến rất to. Tại Hà Nội, từ mai đến hết cuối tuần, mỗi ngày nhiệt độ giảm 1 đến 2 độ, giờ nắng nóng trong ngày cũng giảm bớt, thỉnh thoảng có mưa dông. Cuối tuần này nắng nóng kết thúc. Đáng chú ý là từ khoảng thứ Hai tới 15 tháng 7, dự báo miền Bắc sẽ đón gió Bắc khiến nhiệt độ giảm nhiều. Ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày, nhiệt độ không vượt quá 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có nhiệt độ giảm nhiều hơn. Trời chuyển gió Bắc Đông Bắc cùng với việc có thể giải hội tụ nhiệt đới sẽ xuất hiện ở Biển Đông vào cuối tuần này, khiến miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to từ đêm 13 tháng 7. Ở Hà Nội, dự báo có mưa to từ chiều Chủ nhật và trong ngày thứ Hai.
Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí hậu Thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết nguy hiểm từ nay đến đầu tháng 8. Trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền. Ông Nguyễn Đức Hòa cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng trực tiếp lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Như vậy, chuỗi ngày kỷ lục không có bão ở Việt Nam vẫn đang ngày càng được nới rộng. Đến ngày hôm nay là 635 ngày, từ ngày 16 tháng 10 năm 2022 đến nay đã trở thành chuỗi ngày dài nhất trong lịch sử không có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam. Cơn bão gần đây nhất đổ bộ vào Việt Nam là cơn bão số 5 Sơn Ca ngày 15 tháng 10 năm 2022. Từ đó đến nay đã ghi nhận thêm 8 cơn bão trên Biển Đông nhưng không có cơn bão nào đổ bộ vào nước ta, với 7 trên 8 cơn bão đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc. Khoảng 8 giờ ngày 11 tháng 7, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn đã quét qua nhiều địa bàn của xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, một số diện tích vườn cây ăn trái bị đổ ngã. Và may mắn là lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Theo thống kê ban đầu, lốc xoáy đã làm tốc mái 17 căn nhà, gãy 2 trụ điện trên tuyến quốc lộ, một số diện tích vườn cây ăn trái của người dân địa phương bị gãy đổ. Đáng lưu ý, khi lốc xoáy đi qua đã làm nhiều tấm tôn văng ra quốc lộ 54, vướng lưới điện làm mất điện cục bộ và ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 54, đoạn cầu xã Hời, giáp danh với huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng cùng người dân tại khu vực nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc trên tuyến quốc lộ 54. Bên cạnh việc khắc phục tại hiện trường đảm bảo cho phương tiện giao thông lưu thông an toàn, các lực lượng chức năng còn hỗ trợ người dân bị sự cố, tháo dỡ một số căn nhà bị tốc mái hư hại. Thưa quý vị, trước tình hình phức tạp của bệnh bạch hầu, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa ký công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An, tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu. Cụ thể, theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, nhiệm vụ quan trọng lúc này là phải tăng cường phát hiện sớm ca bệnh, cách ly điều trị đúng, kịp thời và giảm tối đa số ca bệnh tử vong. Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập huấn, nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh bạch hầu cho toàn bộ nhân viên y tế tham gia công tác khám chữa bệnh, nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để cách ly điều trị, bao gồm cả các cơ sở y tế tư nhân. Các ca bệnh lâm sàng nghi ngờ nghĩ tới bạch hầu cần hội chẩn với tuyến trên để ưu tiên sử dụng sớm huyết thanh kháng độc tố bạch cầu và lựa chọn kháng sinh theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị bạch bạch hầu. Đồng thời, các đơn vị triển khai thực hiện ngay việc lấy mẫu làm xét nghiệm nhuộm soi tìm vi khuẩn sớm để định hướng điều trị. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc, thiết bị y tế, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để cấp cứu, điều trị bệnh.